Xin chào cả nhà. Nhân cái việc đó là sắp diễn ra cái sự kiện đó là đối thoại về vấn đề là nhân quyền giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ. Nói về cái vấn đề mà hả nhân cái tháng 5 sắp tới về cái việc đó là đối thoại nhân quyền Việt Mỹ giữa là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đều đã biết cái vấn đề mà họ đối thoại gì nhưng vấn đề mà họ nhân quyền Việt Mỹ thì là cái buổi đối thoại hàng năm giữa hai chính phủ hai quốc gia. Và tất nhiên trong những lần đối thoại về cái vấn đề nhân quyền đó thì phía chính phủ Mỹ luôn gì luôn mời những kẻ gọi là những kẻ đấu tranh cho dân chủ tự do nhân quyền ở tại Việt Nam, phần lớn đều là gì cái bọn dân chủ cội chống phá đất nước vi phạm pháp luật tại Việt Nam, và được cái bọn hạ viện Mỹ của chính phủ Mỹ đó, tặng cho cái biệt danh là tù nhân lương tâm đó, qua đối thoại là nhân chứng cho cái vấn đề gọi là cho cái gọi là Việt Nam là vi phạm nhân quyền. Thì cái vấn đề về nhân quyền thì chắc có lẽ là từ lâu tháng năm tới sẽ diễn ra cái sự kiện gọi là đối thoại nhân quyền giữa là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, xoay quanh vấn đề là dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam, mà chính phủ Mỹ là bảo rằng là ở Việt Nam của chúng ta là vi phạm dân chủ nhân quyền theo như cái gọi là những cái bản báo cáo của các tổ chức như là tổ chức ân xá quốc tế hay là cái tổ chức là Human Rights HRW, một cái tổ chức phi chính phủ nhưng mà lại do những kẻ có tư tưởng là chống cộng là điều hành, núp với cái nghĩa là phi chính phủ. Thì buổi đối thoại về nhân quyền Việt Mỹ này, thành phần ở trong cái buổi đối thoại này phần lớn ở bên Mỹ thì được mời và gọi đến đại đa số là những kẻ có tư tưởng chống cộng cực đoan, tức là những nhà dân chủ cụi ở tại Mỹ có cái tư tưởng là chống phá đất nước của chúng ta. Và tất nhiên những gương mặt đó thì chắc có lẽ chúng ta không lạ gì, các tổ chức như RFA, RFI, VOA và tổ chức khủng bố Việt Tân cũng gì cũng đến đó để tham dự cho cái buổi cái gọi là buổi đối thoại là nhân quyền Việt Mỹ. Và thành phần trong đó thì toàn là những lũ dân chủ cụi, những tên có cái tư tưởng gọi là những cái tư tưởng cực đoan chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Thì qua đây để coi như là đồng thời lên án cái gọi là đối thoại Việt Mỹ mà chính phủ là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tổ chức ở tại Mỹ, và yêu cầu là chính quyền Việt Nam của chúng ta phải điều trần về vấn đề là của cái gọi là Việt Nam của chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Theo như cái một số cái báo cáo của mấy cái tổ chức là như là hồi nãy tôi đã có đề cập rồi, như là tổ chức ân xá quốc tế Human Rights HRW và có cái đám như là quê bộ sậu của cái lũ chống cộng đang sống lưu vong ở tại Mỹ. Và qua đó cũng không có gì, cũng không quên là có những khách mời nữa, đó là ai? Đó là những tên mà gọi là những cái nhà dân chủ mà tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam mới vừa là cút sang Mỹ, như là nhạc sĩ là Việt Khang, rồi là cái gì còn mấy người nữa, nhưng mà thôi quên này, tại vì nói chung mấy tay đó không cần phải nhớ làm gì. Mạng wifi thì cho nên nó hơi chớp giật quá. Thì nói chung ra thì cái buổi mà đối thoại về nhân quyền Việt Mỹ đó thì cũng chẳng có gì xa lạ đâu, thời gian vừa qua cũng như những cái năm trước thôi. Thì phía chính quyền Mỹ vẫn đưa ra những cái cáo buộc gọi là Việt Nam của chúng ta là vi phạm dân chủ nhân quyền của mấy cái tù nhân lương tâm hiện nay đang sống ở lưu vong ở tại Mỹ đó. Và tất nhiên cũng chẳng có cái gì lạ khi mà một cái phái đoàn gồm là của các nhà ngoại giao Mỹ và Canada là trong một cuộc gặp với là các là giáo phái thuộc cái gọi là Hội đồng Liên Tôn ở tại chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh,
mà trong buổi gặp hôm đó thì không hề có là các là quan chức của Việt Nam. Mà một cuộc gặp đó thì phải nói là một cái cuộc gặp là nó cực kỳ, người ta gọi là lén lút. Và với sự tiếp xúc thì đại đa số những người ở trong cái buổi mà tiếp xúc giữa các quan chức của là ngoại giao của là Hoa Kỳ và Canada thì chúng ta cũng chẳng lạ gì là một số chức sắc tôn giáo thì có tư tưởng là chống cộng, phát chiếc áo thầy tu đi để mượn đạo để tạo đời ngày hôm đó mà thôi. Và cũng chẳng có gì lạ thì tất nhiên những kẻ này cũng sẽ gì, sẽ lớn tiếng để vu cáo Việt Nam của chúng ta là đàn áp tôn giáo, không có dân chủ, không có tự do và không có nhân quyền. Và trong số đó thì có một tên đó là như là Bùi Minh Thượng vậy đó, một kẻ mà bị là mà cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã ra lệnh là cấm xuất cảnh vì lý do là an ninh, thì cũng chẳng có cái gì lạ nữa. Tại vì nghe nói ông này trước đây là nguyên là một nhà thơ, trình độ thì nói chung cũng cao, cũng rất có uy tín, nhưng mà chắc có lẽ vì những đồng đô la lẻ thì hiện nay ông này là một trong những nhà dân cụ chủ cụi hoạt động chống phá đất nước đó liền là điên cuồng. Cho nên cái việc là cảng hàng không Tân Sơn Nhất ra lệnh là cấm xuất cảnh đối với ông ta cũng là điều dễ hiểu. Tại vì sao? Tại vì ai mà biết được cái tên này khi mà sang nước Mỹ theo là gì? Theo là lời mời gọi của bố Mỹ sang bển về cái tham dự cái gọi là cái buổi đối thoại nhân quyền Việt Mỹ đó. Thì mọi người nghĩ xem một thằng chuyên đi phá làng phá xóm thì liệu nó sẽ nói ra được những cái lời gì tốt đẹp cho quê hương cho đất nước ngoài cái chuyện là xuyên tạc, chửi bới vậy, phỉ báng đất nước, chửi bới chế độ. Cho nên cái chuyện mà cấm xuất cảnh đối với cái tên mà nhà dân chủ cụi mà Bùi là Minh Thuận này, tôi nghĩ là đều quá bình thường, chẳng có gì chứ gọi là ghê gớm cả. Thì còn về cái nội dung về buổi đối thoại nhân quyền Việt Mỹ này, nó cũng như những năm đó là trước đây mà thôi, chứ cũng chẳng có cái gì lạ cả. Thì cũng là điệp khúc cũ là Bộ Ngoại giao Mỹ cực kỳ quan ngại về cái gọi là Việt Nam của chúng ta là đàn áp, là tôn giáo, là vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền. Với những cái bản báo cáo của các tổ chức như là Human Rights, rồi tổ chức ân xá quốc tế, và qua những cái lời kể cho những nhân chứng là những cái tù nhân lương tâm là từng là vi phạm pháp luật ở tại Việt Nam và bị tống vào tù, và sau khi ra tù thì được các quan thầy Mỹ là rước về bển và các tổ chức chống cộng ở là bên Mỹ nó tung hô như người hùng đó. Cũng tham gia vào cái buổi đối thoại đó với cái tư cách là nhân chứng là chỉ tội là chế độ ở tại Việt Nam của chúng ta là đàn áp gì, đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền vân vân các kiểu. Mà tôi cảm thấy có cái điều này như thế này, tôi cảm thấy nó thật là buồn cười. Tại sao nó lại buồn cười? Cái gọi là cái tổ chức cái buổi mà đối thoại về vấn đề nhân quyền Việt Mỹ đó, giữa là chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ, thì trong cái buổi đó thì các khách mời và các nhân chứng mà chính phủ Mỹ mời ra để làm chứng để gọi là trong cái buổi đối chất về mà đối thoại về nhân quyền đó, thì hơn 100% đều toàn là những kẻ gì? Toàn là lũ dân chủ cụi, những kẻ là từng có những hành động, những lời nói, những cái bài viết cực kỳ là cực đoan, xuyên tạc phỉ báng là tình hình trong đất nước của chúng ta. Trong đó là có không ít kẻ đã từng vào tù ra tội ở tại là đất nước của chúng ta, và sau đó được các quan thầy Mỹ rước về bên Mỹ ở bên ảnh, và cũng tiếp tục là đi lừa đảo bà con Việt kiều và tham gia tổ chức là kinh doanh chính trị ở bên ảnh, với những cái bài viết phải nói là sặc cái mùi là xuyên tạc và chống phá đất nước của chúng ta. Và một điều đặc biệt nữa, các thành phần này đều đến từ là tổ chức khủng bố là quốc tế Việt Tân, một cái tổ chức đã bị Việt Nam liệt vào danh sách là các nhóm là khủng bố và tài trợ khủng bố. Nhưng mà bố Mỹ thì ba luôn luôn bác bỏ là những cáo buộc của là chính quyền Việt Nam của chúng ta đối với cái tổ chức khủng bố Việt Tân này. Tại vì sao? Tại vì bố Mỹ đang hậu thuẫn và nuôi dưỡng cái đám này mà nghĩ sao Việt Nam xếp nó vào danh sách là khủng bố và tài trợ khủng bố gì, khác nào là bố Mỹ đang là tài trợ cho khủng bố à. Cho nên phải kịch liệt lên án, đó là điều đương nhiên rồi.
Tại vì nếu không thì người ta sẽ nghĩ rằng bố Mỹ nó nuôi một đám khủng bố ở trong là đất nước Mỹ để đi khủng bố những quốc gia khác. Thế thì còn nói ra còn ai mà nghe nữa. Và tất nhiên trong buổi điều trần đó thì những cái tên dân chủ cội của tổ chức khủng bố Việt Tân này thì cũng chẳng có nói những lời gì mà tốt đẹp, ngoài những cái câu chuyện là xuyên tạc một cách trắng trợn của bọn chúng. Mọi người hãy nghĩ, những tù nhân lương tâm từng vi phạm pháp luật ở tại Việt Nam và sau đó thì phải nhập trại ở tại Việt Nam, và sau khi được ra tù và được bố Mỹ rước về bên kia bờ Đại Dương bên bển và tiếp tục thì chống phá rồi là đất nước với những cái bài viết, những cái là tuyên truyền phải nói cực kỳ sặc mùi là cực đoan, xuyên tạc một cách thì nó nói phải nói là gì, nó trắng trợn. Vậy thì có ai có thể là cho tôi biết là những kẻ đó sẽ gì, sẽ có thể nói ra, thốt ra những lời, những cái mỹ từ gọi là đẹp nhất để dành cho đất nước của chúng ta hay không? Tôi nghĩ là không. Mà giờ trở lại cái câu nói mà tôi cảm thấy buồn cười hồi nãy là tại sao là tôi lại buồn cười khi nhân cái buổi là đối thoại giữa là về vấn đề nhân quyền Việt Mỹ, giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà tôi lại buồn cười. Tại vì tôi buồn cười ở đây là gì? Phía chính phủ Mỹ á đưa và mời toàn là những cái tổ chức chống cộng, Human Rights, HRW, tổ chức khủng bố quốc tế Việt Tân, RFA, RFI, VOA, BBC Việt ngữ, tổ chức ân xá quốc tế. Đây là những cái tổ chức phải nói là cực kỳ sặc mùi chống cộng, mà chẳng những chống cộng mà còn chống cực đoan nhất từ trước cho tới nay. Vậy thì có khi nào mà những thằng xấu như vậy mà giờ đó thì nó sẽ nói những lời tốt đẹp gì cho gì, cho là chính quyền Việt Nam? Mà cái tôi buồn cười nó ở đây là gì? Những kẻ mà chính quyền Mỹ gọi là gì, tù nhân lương tâm, là những người là gì bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp và là dân chủ tự do đó, nhân quyền đó, vân vân. Nhưng mà hiện nay thì chúng là gì? Chúng đã xuất cảnh sang Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ và trở thành công dân Mỹ. Vậy thì tôi xin hỏi là chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thì những kẻ đó đang lên tiếng là lên tiếng gì, cái gì vậy? Họ nhân danh cái điều gì để lên tiếng? Và họ nên lên tiếng cho ai? Họ đang là công dân Mỹ, mang bây giờ họ đó gì? Họ đã từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam của chúng tôi và họ nói là họ nói với cái tư cách là gì? Họ nói với lấy tư cách gì để nói về đất nước của chúng tôi đây? Ở chính phủ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy buồn cười quá. Một kẻ mà khi sống ở trên đất nước Việt Nam của chúng tôi không chấp hành bất kỳ một cái pháp luật hay chủ trương gì của đất nước của chúng tôi, âm mưu lật đổ chính quyền của đất nước của chúng tôi, một chính quyền hợp hiến và do nhân dân của chúng tôi bầu lên, nhưng mà nó lại đòi là gì? Nó đòi giải tán là chính quyền của đất nước của chúng tôi, nó đòi lật đổ chính quyền của đất nước của chúng tôi. Và khi chúng tôi vạch mặt của bọn chúng ra, kể tội chúng và đưa chúng ra trước vành móng ngựa và phải trả lời trước pháp luật của đất nước của chúng tôi, thì chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ các ông lại gọi gì? Đó là tù nhân lương tâm, nhà hoạt động gì? Nhà hoạt động chính trị là ôn hòa đối lập gì đó, vân vân, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền các kiểu vân vân. Tôi buồn cười nhỉ? Từ khi nào một kẻ vi phạm là pháp luật của một nước kia lại trở thành gì? Anh hùng của gì? Của là đế quốc thiên đường là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vậy, phải không? Và sau khi những kẻ này chắc phải chấp hành xong cái bản án tù, thậm chí nhiều kẻ gì chưa sao chấp hành xong án tù nữa, nhưng các người đã gây sức ép đối với là chính quyền đất nước của chúng tôi là yêu cầu thả những cái kẻ đó ra để chi, để các người rước chúng về bên đất nước của các người, và sau đó các người gì gắn cho họ cho chúng là gì, cái mác là tù nhân lương tâm, là nhà hoạt động, là chính trị, là đối lập, là bị đàn áp các kiểu vân vân và vân vân. Thì điều này tôi cảm thấy thật là buồn cười nữa. Một nước đế quốc cái gì, một nước đế quốc đứng hàng số 1 trên thế giới luôn vỗ ngực tự xưng là thiên đường vậy đó, nhưng mà lại chà đạp lên là pháp luật của một đất nước khác. Một kẻ đang vi phạm pháp luật ở một cái nước sở tại trên chính đất nước của chúng tôi, và chúng phải trả giá cho cái việc vi phạm pháp luật đó,
Nhưng mà các người lại bảo gì, chính quyền của là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ lại bảo những kẻ đó là gì, là hả, tù nhân lương tâm, nhà hoạt động chính trị đối lập, vì dân chủ nhân quyền, dân chủ nhân quyền là hả, vi phạm pháp luật, bị pháp luật trừng trị cái là trở thành cái gì, tù nhân lương tâm, nhà hoạt động gì chính trị đối lập, xúc tiến dân chủ đó à. Vậy hóa ra cái thứ là gì, cái thứ dân chủ nhân quyền tự do gì của cái xứ thiên đường hợp Trung Quốc Hoa Kỳ của các người á là sao, là kêu người ta gì, là đi vi phạm pháp luật cái là sẽ gì, sẽ được cái gì, bố Mỹ các người lo từ A tới Z rước về lên bờ. Vậy thì tôi nhắc lại câu hỏi hồi nãy á, những kẻ vi phạm pháp luật ở đất nước của chúng tôi, nước Cộng hòa xã hội Việt Nam của chúng tôi, và bị gì, bị là hả, chính quyền của nước chúng tôi là phạt tù chúng vì những cái vi phạm của chúng, nhưng mà lại được bố gì, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ các người rước về bên kia, các người gì à, cho họ nhập là quốc tịch của các người, trở thành công dân của các người. Nhưng mà các người lại xúc tiến cái gọi là cái buổi là đối thoại về nhân quyền, quyền giữa là chính quyền Việt Nam của chúng tôi và là à, với là chính phủ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ của các người. Mà các người đưa vào đó thì toàn là cái đám này không, đám tù nhân lương tâm, những kẻ mà vi phạm pháp luật ở trên đất nước Việt Nam của chúng tôi đó. Những người mà các người bảo là tù nhân lương tâm, nhà hoạt động đối lập chính trị đó, là bị đàn áp đó, vân vân các kiểu. Ra gì? Ra để đối chất làm nhân chứng, là tố cáo đi, tố cáo là chính quyền của chúng tôi, chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng tôi. Được, tôi cảm thấy buồn cười quá. Thứ nhất, nói về tư cách là hả gì, là cái người mà tham gia cái buổi mà đối thoại về vấn đề mà nhân quyền Việt Mỹ đó, những gã mà tù nhân lương tâm á, của hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó, họ lấy tư cách gì để đại diện ra mà gọi là tham gia vào cái buổi là đối thoại nhân quyền Việt Mỹ giữa hai quốc gia, giữa chính quyền Việt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng tôi và hợp Trung Quốc Hoa Kỳ của các vị. Những người đó đại diện cho cái gì, họ đại diện cho ai, họ lấy tư cách gì để đại diện mà vào đó, họ đại diện cho là phía nhân dân Mỹ à, hay là đại diện cho nhân dân Việt Nam của chúng tôi? Nó xin lỗi, nếu nó mà đại diện cho gì, tiếng nói của nhân dân Việt Nam của chúng tôi, những người đó không có tư cách, không có đủ cái gì, không có một cái gì mà gọi là nó hợp lý, cũng không có đủ tư cách để lên tiếng. Thứ nhất, họ đã trở thành công dân Mỹ, họ đã nhập quốc tịch Mỹ và hiện giờ họ là công dân Mỹ, đúng chưa? Thì làm sao có tư cách gì nói gì vấn đề mà nhân quyền ở đất nước của chúng tôi? Tôi thấy hình như là chính quyền hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hình như là các vị là đang nói là gì, giống mấy cái tên là hả, trẻ trâu là trên mạng ở Việt Nam của chúng tôi quá. Từ khi nào mà hả, một công dân Mỹ lại lại lên tiếng gì vấn đề là hả, đòi dân chủ nhân quyền cho công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng tôi vậy? Nếu mà muốn lên tiếng cái vấn đề mà dân chủ nhân quyền gì á, chỉ có gì, chỉ có công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trên quê hương đất nước của chúng tôi mới có cái quyền cất lên tiếng nói đó. Còn những kẻ đó đấy, nhập quốc tịch Mỹ trở thành công dân Mỹ, ủa lấy tư cách gì, lấy cái tư cách gì mà nói gì mà tham dự cái gọi là hả, mà đối thoại Việt Mỹ, mà ra làm nhân chứng tố cáo là gì? Tố cáo chính quyền nước Cộng hòa xã hội Việt Nam của chúng tôi là vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền. Ủa các người lấy tư cách gì vậy? À chắc là lấy tư cách là bố Mỹ, là đế quốc cái gì, đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới, có quyền can thiệp vào bất kỳ cái chuyện gì của một cái quốc gia có độc lập, có chủ quyền khác à? À tôi xin lỗi, các ngài quan chức của hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nó như thế này. Nếu nói về dân chủ và nhân quyền thì chắc có lẽ người Mỹ, các người xin lỗi phải nói đúng hơn là chính quyền hợp Trung Quốc Hoa Kỳ các người không có cái tư cách để mà nói về vấn đề là dân chủ và nhân quyền đối với đất nước chính quyền Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Các người nên nhớ cái thứ dân chủ nhân quyền của các người đó mà các người từng ban phát cho nhân dân Việt Nam của chúng tôi, nó vẫn còn cái gì hiện hữu trên chính quê hương đất nước của chúng tôi đấy. Các người nên nhớ điều đó. Hàng triệu tấn bom mà hộp Trung Quốc Hoa Kỳ đã ném xuống đó, là quê hương đất nước Việt Nam của chúng tôi đó,
hiện nay vẫn còn nằm đó. Những món quà dân chủ của các người đem đến cho đất nước của chúng tôi nó vẫn còn đó. Và hàng triệu lít dioxin chất độc da cam đó, mà các người rải xuống ở trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng tôi đó. Hiện nay những nỗi đau da cam, nỗi đau chiến tranh đó, những tội ác mà các người đã gây ra cho chính quê hương đất nước của chúng tôi nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó đó. Và những nạn nhân của chất độc hóa học da cam dioxin đó, họ hằng ngày hằng giờ họ đang sống ở trong hả đau khổ. Dân chủ nhân quyền của gì, của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ban phát trên quê hương đất nước của chúng tôi đó nó vẫn còn rõ rành rành ở đó đó, hiểu chưa? Và hiện nay di chứng chất độc da cam đó vẫn còn hả lưu truyền nhiều thế hệ ở tại Việt Nam của chúng tôi, vẫn chưa có cách gì có thể là hả làm cho nó giảm đi, hiểu đi là sự đau đớn của các nạn nhân da cam dioxin đó. Vậy thì Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ các người lấy cái tư cách gì mà để gì? Nói gì nhân quyền, dân chủ đối với nhân dân, đối với đất nước, đối với chính quyền nước Cộng hòa xã hội Việt Nam của chúng tôi. Các người không có tư cách để nói lên điều đó. Bởi vì các người đã đem thứ dân chủ giả cậy của các người ném xuống đó, là đất nước Việt Nam của chúng tôi hàng triệu tấn bom. Các người đem bom, các người rải xuống các bệnh viện, các trường học ở trên chính đất nước của Việt Nam của chúng tôi. Vẫn còn đó những cái chứng tích tội ác mà chính đế quốc Mỹ các người đã gây ra trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng tôi. Và cho đến bây giờ thì nỗi đau chiến tranh nó vẫn chưa hề phai mờ. Các người nên nhớ rõ cái điều đó. Các người định mở cái mồm ra, các người nói dân chủ à, nhân quyền à. Dân chủ nhân quyền là các người đem bom xuống, các người chúc lên đầu nhân dân đất nước Việt Nam của chúng tôi đó à. Các người đi nửa vòng trái đất, các người đến đây để các người ban phát thứ dân chủ giả cày của các người, của thứ dân chủ đế quốc Mỹ của các người cho nhân dân Việt Nam của chúng tôi đó hay sao? Là bom, là đạn, là chất độc hóa học da cam dioxin tàn phá quê hương đất nước của chúng tôi. Hàng triệu là đồng bào của tôi đang phải gì? Đang phải gồng mình gánh lấy cái hậu quả đau đớn của chất độc da cam dioxin mà hiện nay nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn còn là gì? Vẫn còn là ảnh hưởng rất nặng nề cái chất độc hóa học đó. Thậm chí chính ngay cả các cựu binh, những binh lính của đế quốc Mỹ của các người đó, những kẻ đã gãi cái chất độc hóa học nó xuống ở quê hương đất nước của chúng tôi đó, họ cũng gì? Họ cũng đang đau đớn hoàng hoại vì gì? Vì chính cái thứ chất độc hóa học mà các người đó gì đã đem gãi xuống ở quê hương đất nước của chúng tôi đó. Vậy thì các người lấy cái tư cách gì mà nói về dân chủ, nhân quyền với đất nước, với nhân dân Việt Nam của chúng tôi, hỡi các quan chức của chính quyền là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ? Dân chủ, nhân quyền của các người là các người đem bom đạn đến các người ban phát cho các nước như là Libya, Syria, Iraq, đó phải không? Đó là thứ dân chủ thiên đường của các người đó. Dân chủ là tự do mà các người đem đến là bom, là đạn, là những cảnh gì chết chóc chiến tranh đó, phải không? Và các người gì? Các người không có cái tư cách để nói vấn đề là dân chủ, nhân quyền đối với gì? Đối với nhân dân Việt Nam của chúng tôi nói riêng và nhân dân thế giới nói chung, các người chẳng có cái tư cách gì cả. Trong khi chính các người là những kẻ đem bom, đem đạn, đem chết chóc và sự hủy diệt đến cho những quốc gia khác, trong đó có cả Việt Nam của chúng tôi, Iraq, Syria, Libya và Ukraine. Thì các người lấy cái tư cách gì để các người nói gao giảng gì dân chủ, nhân quyền với là nhân dân đất nước Việt Nam của chúng tôi? Nếu muốn nói gì dân chủ, nhân quyền á, thì nước Mỹ hãy nên soi lại chính cái bản thân của các người đi. Tại vì chính trên cái quê hương, cái đất nước của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó, nội tại của nước Mỹ hiện tại đó, vấn đề mà dân chủ, nhân quyền nó đang hàng ngày, hàng giờ đó, đang bị chính người Mỹ các người chà đạp một cách không thương tiếc. Người Mỹ các người thì kỳ thị, người là gì? Người da màu, người nhập cư. Cảnh sát Mỹ thì thẳng gì?
thẳng tay là dùng sử dụng súng đạn đi để là tặng phát phi cho gì chính nhân dân Mỹ cũng như là người nhập cư một cách gì một cách rất là hào phóng. Thì chính quyền Mỹ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ á không có tư cách để nói về nhân quyền. Nhân quyền của các vị là gì, là ban phát kẹo đồng cho dân đen một cách gì vô tội vạ, cho người nhập cư một cách không thương tiếc, cho người da màu một cách gì hào phóng. Trong khi ở chính nước Mỹ có hàng triệu trẻ em, có hơn là 2 triệu trẻ em là thất học, thiếu ăn, nghèo đói, hàng triệu người Mỹ phải sống trong cảnh vô gia cư và sống với cái mức nghèo khổ. Trong khi nước Mỹ mỗi năm chi lên đến gần 200 tỷ đô la chiến phí cho các cái cuộc chiến ở là tại như Iraq, Syria, rồi Ukraine chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà trong khi đó Mỹ chỉ cần dùng đó là 20 tỷ đô la thì có thể là giải quyết được cái vấn đề là nghèo đói, lạc hậu, thất học ở trên chính cái nội tại nước Mỹ. Nhưng mà các người còn không giải quyết được. Vậy thì các người dễ nói về rao giảng về dân chủ, về nhân quyền. Đối với Việt Nam của chúng tôi, đất nước Việt Nam của chúng tôi là như thế nào, trong khi nội tại của các người thì nó thối lên như thế. Cái vấn đề là kỳ thị chủng tộc, rồi vi phạm nhân quyền, cảnh sát là thẳng tay là dùng súng đối với người là nhập cư, người da màu, quấn quấn. Rồi các cuộc biểu tình nổ ra của gì của người dân thì bị đàn áp một cách gì, một cách phải nói là với dùi cui, hơi cay, dòi rồng, không thương tiếc. Vậy thì nước Mỹ có tư cách gì mà rao giảng về nhân quyền, về dân chủ? Trong khi trên chính cái nội tại của nước Mỹ thì hàng ngày hàng giờ vấn đề vi phạm nhân quyền, dân chủ nó đang gì? Nó đang xảy ra rần rần như thế. Nước Mỹ có lẽ hãy nên thôi đi cái trò là gì? Cái trò là rao giảng về là dân chủ, nhân quyền, da cày của mình đi. Trong khi chính cái quê hương đất nước của gì? Nội tại của nước Mỹ đó, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó, còn chưa gì? Còn chưa là được gọi là yên bình nữa kìa. Ngày hàng giờ nơm nớp sống trong cảnh là gì? Xả súng, khủng bố, biểu tình, bạo loạn, các kiểu vân vân và vân vân. Vậy thì nước Mỹ có tư cách gì mà rao giảng gì dân chủ, nhân quyền đối với đất nước Việt Nam của chúng tôi? Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nên nhớ rằng trước năm 75, nhân dân Việt Nam của chúng tôi đã đánh cho các người phải cuốn cờ cút chạy. Thì các người hãy nên nhớ cái điều đó. Còn bây giờ các người muốn nhân danh cái gọi là đấu chơi gì, giành dân chủ, nhân quyền mà định ban phát cho nhân dân Việt Nam của chúng tôi xin lỗi. Nhân dân Việt Nam của chúng tôi không cần cái thứ dân chủ giả cày của bọn gì, bọn đế quốc mũi lõ các người. Các người hãy nên hiểu rõ cái điều đó. Nếu các người thích thì nhân dân Việt Nam của chúng tôi sẵn sàng gì, dạy cho bọn đế quốc Mỹ mũi lõ các người thêm một cái bài học về cái vấn đề là dân chủ, nhân quyền để cho các người hiểu và biết. Tốt hơn hết là nước Mỹ hãy lo cái chuyện nội tại của nước Mỹ đi. Đừng có mà rao giảng cái thứ dân chủ giả cày đó cho những quốc gia khác làm gì. Không ai cần cái thứ dân chủ giả cày đó của các người. Mọi người nên nhớ gần cái thứ dân chủ giả cày mà các người ban phát cho nhân dân, cho đất nước của chúng tôi đó. Hiện nay đó, những cái nỗi đau chiến tranh đó nó vẫn còn hiện hữu trên chính quê hương, trên đến chính là đất nước của chúng tôi. Vì vậy đó, nước Mỹ đó, đừng nên mở cái mồm ra là đòi rao giảng đã về dân chủ, nhân quyền đối với đất nước của chúng tôi. Đất nước của chúng tôi tuy còn là nghèo, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, đất nước của chúng tôi hàng ngày hàng giờ đang phát triển lên. Người dân của chúng tôi được hưởng đầy đủ các đặc quyền của gì? Của một công dân theo đúng cái luật và hiến pháp của là Liên Hiệp Quốc, hiến pháp của nước Việt Nam và cũng như là điều luật mà Việt Nam là nước thành viên tham gia của Liên Hiệp Quốc về là quyền bình đẳng tự do công dân. Ở Việt Nam của chúng tôi, nam hay nữ đi làm một ngày cũng chỉ 8 tiếng. Trong một công ty, nam cũng làm 8 tiếng mà nữ làm cũng 8 tiếng. Nam 10 triệu thì nữ làm cũng 10 triệu. Nhưng nam thì làm công việc nặng hơn, nữ làm được công việc là nhẹ hơn. Nhưng nữ vẫn hưởng 10 triệu và nam vẫn hưởng 10 triệu.
Còn trong khi đó ở cái xứ thiên đường của các vị nam nữ đi làm một ngày cày như là một con trâu, đến nỗi bảo hiểm sanh đẻ còn chưa có, các người nói gì? Ở Việt Nam của chúng tôi công nhân đi làm thôi một ngày 8 tiếng, mà đối với nữ 8 tiếng, nhưng mà nếu như có thai, đang mang thai là họ làm một ngày chỉ còn có 6 tiếng đồng hồ thôi. Bảo hiểm của họ thì đầy đủ, sanh nở là được nghỉ, thai sản không phải là nữ được nghỉ không, mà nam cũng được nghỉ thêm 15 ngày để chăm sóc cho vợ. Còn trong khi nước Mỹ các vị thương đường đó, các vị giành được những quyền ưu tiên đó được cho phụ nữ giống như ở đất nước của chúng tôi chưa? Mà các vị là rao giảng nhưng về vấn đề là dân chủ nhân quyền cho đất nước của chúng tôi. Người Việt Nam của chúng tôi ở bên này á, mà nếu như mà nghèo mà không làm gì ra tiền thì được nhà nước cấp cho gì là hộ nghèo, và để nhận được trợ cấp của nhà nước, các khoản ưu đãi này kia các kiểu vân vân và vân vân. Ở Việt Nam của chúng tôi, người mà vô gia cư thì sẽ được đưa vào các gì, các trung tâm nuôi dưỡng là người già, tàn tật, trẻ mồ côi vân vân, và họ không phải sống ở ngoài đường lê la xin ăn giống như là ở bên xứ thiên đường của các vị. Vậy thì nước Mỹ đừng nên là rao giảng gì dân chủ nhân quyền đối với là Việt Nam của chúng tôi. Ở bên Việt Nam của chúng tôi, người lớn tuổi từ 80 tuổi trở đi họ còn nhận được trợ cấp của nhà nước. Nước Mỹ các người, người về lớn tuổi mà lớn tuổi rồi các người đưa hết bít vô trong trại dưỡng lão cho họ sống những năm cuối đời trong đó. Vậy thôi, nước Mỹ đừng nên nói về dân chủ với Việt Nam của chúng tôi. Polit mà khi mà tiếp xúc với dân thì thường xuyên là thích xài thì súng đạn, nhẹ thì sẽ vừa cui còn nặng thì súng đạn. Và tất nhiên những người dân nào mà khi tiếp xúc với polit của là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thì thường hơn 90% là từ bị thương cho tới lần xanh cỏ, chứ không có ai mà toàn vẹn được cả. Còn trong khi ở Việt Nam của chúng tôi, dân mà khi tiếp xúc với là công an thì có gì, nếu như mà chống đối thì chỉ nhẹ lắm là ăn vài cái bạt tay, vài cái đấm là cục, chứ chẳng phải là được thưởng là kẹo đồng phi, dù cui phi, hơi cây phi giống như bên cái xứ thiên đường của các vị, đúng chưa? Và dân của chúng tôi ở Việt Nam á, khi mà đã tiếp xúc với công an có quyền là gì, bay vô là solo luôn với công an Việt Nam, mà gì mà không bị là ăn kẹo đồng giống như là xứ thiên đường dân chủ của các vị. Vì vậy các vị đừng nên nói là về dân chủ nhân quyền đối với đất nước của chúng tôi, hiểu chứ? Các vị hãy nên lo cho chính cái chuyện nội tại của nước Mỹ, vấn đề dân chủ nhân quyền cho chính đất Mỹ. Hàng ngày hàng giờ chính người Mỹ các người đang chà đạp lên nó, thì nước Mỹ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ không có tư cách gì để dạy Việt Nam của chúng tôi về cái gọi là dân chủ nhân quyền, trong cái buổi gọi là cái buổi đối thoại là nhân quyền là Việt Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 5 tới. Mà trong cái buổi họp thì phần lớn những kẻ mà chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ các người đưa ra thì toàn lũ đầu trâu mặt ngựa, cái bọn chống cộng thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân các người đưa ra để làm gì? Nó làm nhân chứng để tố cáo chính quyền Việt Nam của chúng tôi là đàn áp, là tôn giáo, vi phạm dân chủ nhân quyền. Tôi cảm thấy buồn cười quá. Vậy quá ra chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là nơi dung dưỡng và nuôi chứa bọn khủng bố chuyên đi phá hoại những cái đất nước khác, gắn với cái mác là gì, là đấu tranh là dân chủ tự do nhân quyền. Tôi cảm thấy thật là buồn cười, một cái thứ dân chủ giả cày chính hiệu. Có lẽ là đến lúc này thì chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nên thôi đi. Nhân dân chúng tôi, nhân dân Việt Nam của chúng tôi biết cái thứ dân chủ giả cày đó các người, nó rất lâu lắm rồi, đúng chưa? Từ trước những năm 75 và sau những năm 75, các người đã từng cấm giận khiến đất nước của chúng tôi đó là vất vả và kiệt quệ như thế nào, đúng chưa? Và thậm chí các người còn ra một cái điều kiện phải quá ư là gì, quá tốt là gì, là muốn được bình thường quá quan hệ và dỡ bỏ cấm giận á, thì yêu cầu chính quyền là nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam của chúng tôi đó phải trả món nợ mà cái đứa con rơi, đứa con quan, bọn dễ cứt ba sọc mà các người dung dưỡng để hòng chia cắt đất nước của chúng tôi đó, vịt ngang cộng hạnh đó. Hơn 145 triệu đô la thời giá trước năm 75
là coi như là cái điều kiện để gì, để được bình thường hóa quan hệ và được cái gì, là được dỡ bỏ cấm vận. Vậy thì nước Mỹ nên thôi cái trò là dân chủ nhân quyền với là gì? Với nhân dân Việt Nam của chúng tôi là được rồi. Nhân dân Việt Nam của chúng tôi không cần thứ dân chủ giả cậy, các vị hiểu chứ? Thì để cậu kết thúc cái buổi live tự luận ngày hôm nay thì Chụp Sò cũng có một số cái đôi lời muốn nó là gửi đến các cô chú và các anh chị cũng như các bạn trẻ ở trên đó là đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì theo đó là thông tin chính thức thì cái buổi đối thoại là về vấn đề nhân quyền Việt Mỹ, giữa là chính quyền Việt Nam và chính quyền Mỹ sẽ diễn ra ở tại là thủ đô Washington ở nước Mỹ. Thì nói chung thì cái buổi đó đối thoại đó thì cũng không ngoài cái vấn đề gì là nước Mỹ là tiếp tục là xuyên tạc về vấn đề là dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam của chúng ta. Thì chắc có lẽ đã đến lúc đó thì nhân dân Việt Nam của chúng ta cũng phải tỏ rõ cho chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thấy rằng là nhân dân Việt Nam của chúng ta không cái gì, chúng ta không cần cái thứ dân chủ giả cày mà của bọn đế quốc nó ban phát cho nhân dân Việt Nam của chúng ta. Thì trong tháng 5 sắp tới tôi quyết định là sẽ đến ngay đại sứ quán của là Mỹ ở tại là thành phố là Hồ Chí Minh là meeting, đồng thời là gì, đồng thời là yêu cầu là chính quyền Mỹ hãy thôi ngay cái trò đó là can thiệp vào chuyện nội bộ của đất nước Việt Nam của chúng ta, đồng thời lên án cái hành vi đã xuyên tạc những vấn đề là dân chủ nhân quyền, đồng thời là can thiệp chuyện nội bộ của đất nước của chúng ta, và đồng thời yêu cầu chính quyền Mỹ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó là thôi và chấm dứt ngay những cái trò là tài trợ cho những cái đám khủng bố núp dưới những cái danh nghĩa là gì, là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền giả cậy ở trong nước của đất nước Việt Nam của chúng ta.